Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Techmark ngày hôm nay. Ở chuyên mục Tech Daily thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề, đó là sự phát triển của smartphone có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của bạch tuộc. Sự phát triển của công nghệ nói chung và điện thoại thông minh nói riêng đã và đang trở thành xu thế ngày một rõ ràng trong cuộc sống hiện nay của chúng ta. Việc gia tăng sản xuất các thiết bị thông minh hàng năm đã dẫn đến một thực trạng không mấy tốt đẹp, rằng môi trường sống trên trái đất đang ngày càng bị đảo lộn và dẫn đến một hậu quả tất yếu là sự sụt giảm nghiêm trọng về số lượng các loài động vật trên hành tinh này. Và ví dụ rõ ràng nhất chính là loài bạch tuộc. Thực trạng môi trường sống tại nhiều vùng trên trái đất bị đảo lộn vì ảnh hưởng từ sự phát triển của việc gia tăng sản xuất điện thoại thông minh và được nhiều chuyên gia nghiên cứu môi trường đề cập đến đã từ lâu rồi. Mà cụ thể hơn là do các hoạt động khai thác khoáng sản dưới đáy biển để thu hoạch nhiều khoáng sản kim loại có giá trị nhằm phục vụ cho việc sản xuất điện thoại thông minh và máy tính. Theo đó thì từ đầu năm nay, một số báo cáo khoa học đã phát hiện ra một loài bạch tuộc mới đang tồn tại với tên gọi khoa học của nó là Insirid Octopus. Chúng có cơ thể trong suốt, sinh sống ở độ sâu khoảng 4.000m dưới mực nước biển thuộc vùng ngoài khơi ở đảo Nick, Hawaii. Một trong những cái con bạch tuộc đầu tiên được phát hiện đã được các nhà nghiên cứu đặt tên là Grasper. Tuy nhiên thì đáng buồn thay, việc con người phát hiện ra sự tồn tại của loài bạch tuộc này cũng đồng nghĩa với một tấm giấy báo tử dành cho chúng. Bởi theo các báo cáo nghiên cứu về môi trường sống mới nhất đã chỉ ra rằng sự sống của loài động vật này đang bị đe dọa nghiêm trọng do hậu quả của những hoạt động khai thác khoáng dưới đáy biển mà con người đang tiến hành hàng ngày. Cụ thể thì loài bạch tuộc trong suốt này sinh sống và đẻ trứng chủ yếu tại những vùng đáy biển chứa nhiều khoáng vật và kim loại có giá trị, đặc biệt là mangan, kim loại không thể thiếu trong công nghiệp chế tác vỏ điện thoại hiện nay. Những con bạch tuộc cái sẽ ấp trứng và đợi cho đến khi trứng nở với thời gian có thể đến vài năm. Nhưng vấn đề là những vùng đáy biển chứa tổ trứng của loài bạch tuộc này lại nằm trong tầm ngắm của nhiều công ty khai thác khoáng sản. Do đó trong quá trình khai khoáng, hậu quả là rất nhiều cá thể bạch tuộc Casper đã bị giết chết, cộng với thời gian ấp trứng rất lâu sẽ khiến cho số lượng của loài động vật nhuyễn thể này không thể phục hồi được trong thời gian ngắn, đồng nghĩa với nguy cơ tuyệt chủng của bạch tuộc Casper đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Có thể thấy sự phát triển của ngành công nghiệp di động nói chung đã dẫn theo sự phát triển rộng khắp của ngành công nghiệp khai khoáng. Và dù không có chủ đích, nhưng những hệ lụy nghiêm trọng của sự phát triển công nghệ đang đe dọa đến sự đa dạng sinh học trong thiên nhiên. Điều này sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường cho cuộc sống của nhân loại trong tương lai, bao gồm cả những cái giá phải trả đang rất rõ ràng trước mắt là sự biến đổi khí hậu của trái đất hiện tại. Đến đây thì chuyên mục Techmark ngày hôm nay cũng đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.